tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đó là nơi chàng tìm về khi quằn lưng với sự tàn khốc của thế gian, để nằm dài dưới đất, dưới bóng cây và ngắm bầu trời, lăn tròn ở đấy với các cháu và lũ chó, hay ngồi vào lúc cuối ngày trong nhà bếp để nhìn mợ chàng khuấy thức ăn trong nồi. Cậu chàng lên dây đồng hồ treo tường, ở đó chàng tha hồ phô trương và làm cho cả gia đình mắt tròn mắt dẹt khi nghe kể chuyện phiêu lưu của chàng. Nhưng chàng chỉ khoe với họ những chuyện vô thưởng vô phạt mà chàng biết trước rằng sẽ được họ tha thứ. Bản chất công việc của chàng không cho phép chàng sáng tạo tại nhà, cho nên mợ bược sen càng lúc càng năn nỉ chàng. Chàng thấy dễ sống cô đơn hơn lúc 20 tuổi, cho rằng mình khó tìm được người phụ nữ lý tưởng, không biết liệu mình có đáp ứng được điều kiện của cô gái hoàn hảo ấy không, nếu may mắn gặp cô ấy trên đường đời. Chàng từng biết 2-3 tiếng sét ái tình nhưng kết thúc đầy thất vọng. Có vài người bạn gái trung thành ở các thủ đô khác nhau, họ đón tiếp chàng rất tử tế nếu tình cờ chàng ghé ngang, và chàng có một số cuộc chinh phục đủ để thỏa mãn lòng tự ái. Nhưng những cuộc tình qua đường đó nay chàng đã lạnh nhạt, và chàng bắt đầu chào từ biệt ngay từ nụ hôn đầu tiên. Chàng đã trở thành người có đôi mắt cảnh giác, các nếp nhăn nho nhỏ, làn da sám nắng, có những đốm màu đỏ hung. Chuyện tham dự ở hàng ghế đầu trong các sự kiện dữ dội không làm chàng rắn rỏi, chàng vẫn xúc động như khi thở mới lớn, thay đổi dịu dàng âu yếm luôn khiến chàng tan chảy. Và nếu những cơn ác mộng ngày xưa thỉnh thoảng vẫn đuổi theo chàng, thì bây giờ ác mộng kia đã trộn lẫn với những giấc mộng đẹp, có chân hồng của lũ chó con. Kiên trì nên chàng không chịu đứng yên tại chỗ và không biết mệt. Chàng thường mỉm cười thật chân thành nên có bạn bè khắp nơi. Đằng sau lỗ ngắm của máy quay phim, chàng không còn là mình nữa, không có gì đáng giá bằng hình ảnh phải thu cho bằng được, cho dù hiểm nguy đến đâu đi nữa. Đó là vào một buổi chiều tháng 9, ở một góc đường, tôi gặp Uberto Naranjo. Anh rình rập ở hàng rào, dò xét một xưởng sản xuất trang bị quân sự. Anh vừa xuống thủ đô để mua vũ khí và giày săn đá. Một người ở núi sẽ làm được gì nếu không có giày tốt? Và cũng vào dịp này, thuyết phục các chỉ huy về việc thay đổi chiến lược vì các lực lượng quân đội đang tàn sát quân du kích. Rau cạo sạch và tóc ngắn, mặc đồ đi phố, anh xách trên tay một vali nhỏ kín đáo. Ở anh không có gì giống như tấm bích chương rau sẽ thưởng cho ai bắt được một tên râu ria xồm xàm đội nón beret đen treo trên tường đang thách thức người qua đường. Tính thận trọng cơ bản buộc rằng dù anh chạm trán với mẹ ruột, anh cũng phải tiếp tục đi như không thấy bà. Nhưng tôi đã xuất hiện trước mặt anh thật bất ngờ, và anh đã buông lơ cảnh giác. Anh nói rằng đã thấy tôi băng qua đường và nhận ra ngay nhờ đôi mắt của tôi. Dù không còn lại gì từ cô bé mà anh gửi ở nhà phu nhân cách đây nhiều năm để bà ấy chăm sóc như em gái của anh. Anh chỉ chìa tay ra để nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại sợ hãi vì lúc ấy anh gọi tên tôi. Tôi cố gắng nhớ lại xem mình từng gặp anh ở đâu. Nhưng người đàn ông có dáng vẻ một viên chức, dù làm da sạm nắng trong nắng táp mưa sa, không giống chút nào với cậu trai mới lớn có túm tóc búi sen và mang ủng gót cao có đinh tán bạc, từng là anh hùng của tuổi thơ tôi và nhân vật trong giấc mơ tình ái của tôi. Lúc đó anh lại phạm sự bất cẩn thứ hai, tớ là Uberto Naranjo. Tôi chìa tay cho anh trong thoáng chốc, không đường thì cách nào khác để chào anh, và cả hai đều đỏ bừng mặt. Chúng tôi đứng ở góc đường để nhìn tỏ mặt nhau, ngỡ ngàng. Chúng tôi đã có 7 năm dài để kể cho nhau nghe, nhưng chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cảm thấy thư thái ấm áp và đầu gối mềm nhũn, trái tim tôi muốn nổ ra, và bỗng nhiên tôi lại đắm say, cơn say mà nhiều năm tháng vắng bóng, tưởng đã nguôi quên. Như thể tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh, và trong vòng 30 giây, tôi lại yêu. Đã quá lâu, Uberto Naranjo phải chịu đựng sống mà không có đàn bà. Sau này tôi biết rằng, đối với anh, thiếu sự âu yếm và quan hệ tình dục là khó chịu đựng nhất ở trong bưng biển. Mỗi khi xuống thủ đô, anh vội vã vào nhà thổ đầu tiên, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chìm đắm trong cảnh trì trệ đang tủi hổ vì khao khát nhục cảm mãnh liệt như một căn bệnh, nhưng cũng không làm dịu cơn thèm khát đã tích tụ từ lâu, và thật ra chẳng mang lại cho anh chút lạc thú nào. Khi anh có thể trả tiền cho thú xa xỉ quay lại là chính mình, anh thấy khao khát cuồng nhiệt được ôm trong tay một cô gái của riêng anh và có thể chiếm hữu cô nàng trọn vẹn, một cô gái chờ đợi anh, khao khát và chung thủy với anh.
Vượt qua mọi quy tắc mà chính anh áp đặt cho các chiến binh của mình, anh mời tôi uống cà phê. Hôm đó tôi về nhà rất trễ, bay bềnh bồng khỏi mặt đất trong trạng thái bị thôi miên. Ánh mắt của em chưa bao giờ sáng đến thế. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mimi hỏi. Chị giống hiểu tôi như đồ trong túi và có thể đoán ra mọi nỗi vui buồn của tôi, kể cả khi ở xa. Em yêu rồi. Nữa à, lần này là nghiêm túc. Người đàn ông đó em đã chờ đợi nhiều năm nay. Chị thấy rồi, cuộc hội ngộ của những tâm hồn anh em. Ai vậy? Em không thể nói với chị. Bí mật. Sao vậy? Em không thể nói chuyện đó với chị. Chị ôm vai tôi biến sắc. Em mới vừa gặp anh ta mà anh ta đã chắn giữa hai chúng ta sao? Được rồi, chị đừng giận. Đó là Yberto Naranjo. Nhưng không ai được nhắc tên anh ấy. Naranjo là cậu chàng ở đường Republic. Tại sao lại bí mật như vậy? Em không biết. Anh ấy nói bất kỳ lời ba hoa nào thì anh ấy cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chị luôn biết rằng ngữ ấy luôn làm chuyện xấu, nhưng chị biết Uberto Naranjo từ khi cậu ta chỉ là một thằng nhóc. Chị đã coi chỉ tay cho cậu ta và đọc được số mạng cậu ta trên những lá bài. Đó không phải là người dành cho em. Em hãy nghe chị, cậu ta sinh ra để làm chính trị hay tướng cướp, và chị cá rằng cậu ta đang ở trong băng đảng phản loạn, buôn lậu ma túy hay những vụ áp phe bẩn thỉu nào đó. Em không cho phép chị nói về anh ấy như vậy. Chúng tôi sống không xa câu lạc bộ Campo, khu phố giàu sang nhất thủ đô. Ở đó chúng tôi đã tìm thấy một căn hộ cũ có diện tích khiêm tốn, vừa với túi tiền của mình. Mimi đã có danh tiếng mà chị chưa từng dám mơ và trở thành một người đẹp tuyệt trần, chứ không phải chỉ là người thường nữa. Chị tự hoàn thiện mình và trở thành nữ diễn viên có ý chí mạnh mẽ, dùng để biến đổi bản chất nam tính của mình. Chị đã đánh bại mọi trò cường điệu thái quá, được xem là tầm thường. Chị đi đến chỗ ấn định khuynh hướng thời trang với những bộ phục sức lộng lẫy và trang điểm ấn tượng bằng cách tô vẽ bóng sáng. Chị trao chuốt ngôn ngữ, dành vài ngôn từ thô tục trong trường hợp khẩn cấp. Chị bỏ ra 2 năm để học diễn kịch trong nhà hát và củng cố khả năng này ở một viện đào tạo hoa hậu. Nơi đó chị học cách lên xe hơi mà vẫn xếp kín chân, cách nhấm nháp lá artichaut mà không làm hư son môi, cách xuống cầu thang như thể kéo đằng sau một tấm áo choàng lông chồn vô hình. Chị không tìm cách giấu chuyện chuyển giới, dù không nói đến, báo chí giật gân đã khai thác hiện tượng bí mật này, đốt thêm lửa thành một vụ bê bối và thêm thắt những lời nói xấu. Hoàn cảnh của chị trở nên nổi tiếng rất ngoạn mục. Ngoài đường, mọi người quay lại nhìn khi chị đi ngang để ngắm chị. Các cậu học sinh trung học dây quanh chị để xin chữ ký. Chị đã ký hợp đồng với các chương trình phim nhiều tập ở đài truyền hình và các buổi biểu diễn sân khấu. Trong đó chị đã thể hiện tài năng thiên phú về diễn xuất chưa từng thấy ở đất nước này từ năm 1917. Khi ân nhân đã mời nữ diễn viên Sarah Bernhardt từ Paris đến, bà đã lớn tuổi nhưng vẫn tỏa sáng ngời ngời dù bà giữ thăng bằng trên một chân. Mimi xuất hiện trên sân khấu là đủ bảo đảm cho khán phòng đầy chật khán giả đến vỡ rạp. Nhiều người từ các tỉnh đến để xem tạo vật thần thoại này mà người ta cho rằng chỉ có vú đàn bà và công cụ của đàn ông. Người ta đã mời chị đi biểu diễn thời trang, làm giám khảo trong các cuộc thi sắc đẹp, các buổi gala từ thiện. Chị đã tiến vào xã hội thượng lưu rất thành công trong vũ hội hóa trang. Chị được các gia đình danh giá lâu đời công nhận và tiếp chị trong các phòng khách ở câu lạc bộ Campo. Tối hôm đó, Mimi khiến cho cử tọa ngây ngất khi xuất hiện trong trang phục nam lộng lẫy. Hóa trang thành du xin, phủ đầy ngọc lục bảo, khoác tay tôi. Tôi mặc trang phục hoàng hậu. Không ai nhớ mình đã từng vỗ tay hoan nghênh chị nhiều năm trước trong một quán rượu vớ vẩn của người đồng tính. Nhưng điều đó không hề làm hại uy tín của chị, mà chỉ khiến người ta hiếu kỳ về chị sâu sắc hơn. Mimi ý thức được rằng chị không bao giờ là thành viên thực sự của cái xã hội trùm sỏ hiện đang săn đón chị. Chị chỉ thu hút vì nét hương xa để nâng cao giá trị của buổi lễ lạc của họ. Nhưng con đường và môi trường này quyến rũ chị, và chị biện minh rằng như vậy có ích cho nghề nghiệp nghệ sĩ của mình. Trong nghề này, điều đáng kể là có những mối quan hệ, chị nói với tôi khi tôi đùa cợt về những trò phù phiếm đó. Thành công của Mimi bảo đảm cho chúng tôi sống sung túc về vật chất. Bây giờ chúng tôi ở đối diện với một công viên nhỏ có các chị dú em, đứa con của chủ đi dạo và các bác tài xế đưa chó nòi đi tè. Trước khi dọn nhà, Mimi đã tặng quà cho bà con hàng xóm ở đường Republic, bộ sưu tập xuống người bông và những chiếc gối thêu và gói vào thùng cạc tông những pho tượng bằng giấy nhồi do chính chị chế tạo. Tôi có ý kiến tệ hại là hướng dẫn chị cái nghề thủ công ấy, và trong một lúc
chị dành phần lớn thời gian để pha bột đúc khuôn thành những món đồ trang trí. Để trang hoàng nơi ở mới, chị mời một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Người này sẽ trụy tim khi nhìn thấy các sáng tạo làm bằng chất liệu vạn năng của chị. Ông ta chan nài chị hãy cất chúng vào nơi nào mà không hủy hoại kế hoạch thiết kế nội thất của ông. Và Mimi thân mật với nhà thiết kế vì ông này ưa nhìn, tuổi tác chín chắn, tóc ở thái dương màu xám và đôi mắt đẹp đen láy. Giữa hai người có một tình bạn rất chân thành, nên chị cho rằng cuối cùng mình đã gặp được người sánh đôi, được cung hoàng đạo báo cho. Kim tinh học không bao giờ lầm đâu. Eva, theo số tiền định, khi chị qua cái dốc thứ hai của cuộc đời, chị sẽ có một tình yêu lớn. Nhà thiết kế đến thăm chúng tôi trong một thời gian dài, có ảnh hưởng quyết định đến phong cách sống của chúng tôi. Tiếp xúc với ông, chúng tôi làm quen với các khuynh hướng tinh tế mà cho đến lúc đó là xa lạ. Chúng tôi học cách chọn rượu. Cho đến bấy giờ, chúng tôi cứ tưởng rượu vang đỏ là để uống vào buổi tối, rượu vang trắng thì uống vào buổi trưa. Biết thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, biết quan tâm đến tin tức xảy ra trên thế giới. Các ngày chủ nhật, chúng tôi bỏ thời gian đến các phòng triển lãm hội họa, bảo tàng, rạp hát, rạp chiếu phim. Cùng đi với ông, lần đầu tiên tôi tham dự một buổi hòa nhạc và từ đó có cảm giác thật khác thường kéo dài đến 72 giờ sau đó. Tôi không ngủ được. Âm nhạc tiếp tục ngân vang trong tôi và cuối cùng khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ rằng mình là chiếc đàn dây bằng gỗ vàng ống, nạm xà cừ và có trục ngà. Có thời gian tôi không bỏ buổi diễn nào của dàn nhạc quốc gia. Tôi ngồi trong lô ở ban công hạng nhất và ngay từ khi ông nhạc trưởng giơ chiếc đũa chỉ huy lên và khán phòng tràn ngập âm thanh, nước mắt của tôi bắt đầu tuôn như thể có một niềm vui quá lớn mà tôi không chịu đựng nổi. Nhà thiết kế tạo ra cho chúng tôi một nội thất toàn màu trắng, trang trí bàn ghế hiện đại và một số đồ cổ vặt vãnh rất khác với điều mà chúng tôi từng tưởng tượng. Và chúng tôi mất hàng tuần quanh quẩn trong các phòng, lạc lõng rung lên khi di chuyển một món đồ và sau đó không còn nhớ vị trí chính xác của nó. Hay chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế bành mong manh kiểu viễn đông và khiến nó đổ sụp khi để gió lọt vào. Như ông đã giúp chúng tôi đi vào cuộc chơi, gu thẩm mỹ tốt toát ra từ việc làm quen dần. Chúng tôi đã quen với đồ đạc mới và nhạo báng một số đồ cũ không lịch sự. Tuy nhiên, một ngày nọ, người đàn ông tế nhị ấy thông báo là ông sẽ đi New York vì đã cộng tác với một tờ tạp chí. Ông gài vali và cáo từ chúng tôi, lấy làm tiếc một cách chân thành, để lại Mimi choáng váng. Chị bình tĩnh lại đi Mimi, nếu ông ta đi nghĩa là đó không phải là người bạn đời của chị. Người bạn thật sự sẽ sớm xuất hiện thôi. Tôi nói với chị và lý luận hợp lý không gì sánh kịp này đã khiến chị lấy lại sức phần nào. Thời gian trôi qua, nét hài hòa tuyệt hảo của nội thất hư hỏng đôi chút, nhưng không khí đầm ấm của nội thất thì càng thêm nồng nhiệt, hiếu khách. Mọi thứ bắt đầu từ biển. Tôi đã kể cho Mimi nghe ý nghĩa của bức tranh trong nhà ông trai già và bà gái già, và chị tuyên bố rằng sự mê đắm của tôi có nguồn gốc di truyền. Chắc chắn nó đến từ một vị tổ tiên nào làm nghề hàng hải, đã truyền sang máu tôi nỗi nhớ biển bất diệt. Vì chuyện đó gắn liền tuyệt vời với truyền thuyết về ông ngoại người Hà Lan, hay chúng tôi đến các tiệm bán đồ cổ và cuộc bán đấu giá, đặt tay lên tranh sơn dầu vẽ đá tảng, sóng, hải âu và các áng mây rồi mua ngay không lưỡng lự và đặt vào chỗ xứng đáng, phá hủy hẳn hiệu quả của những hình khách Nhật Bản mà ông bạn của chúng tôi đã chọn lựa rất tỉ mỉ. Sau đó tôi dần có được những bức tranh họ hàng để treo lên tường dưới dạng hình chụp xưa phai nhạt. Theo thời gian, một ông đại sứ đeo đầy quân chương, một nhà thám hiểm có ria mép cong và súng săn hai nòng, một cụ già mang guốc gỗ ngậm tẩu bằng đất nung, tự hào nhìn đường thẳng xanh biếc của tương lai. Khi tôi tập hợp một loạt hình, chúng tôi cố tìm hình ảnh của công xuyên lô, tôi ném hết những bức hình đang có, nhưng sau khi lang thang khắp nơi, cuối cùng chúng tôi tìm được hình một thiêu phụ duyên dáng tươi cười, mặc áo dài đăng ten, che dù trên nền những dây hoa hồng leo. Bà khá đẹp để tượng trưng cho mẹ. Hồi còn nhỏ, tôi chỉ thấy công xuyên lô mặc tạp dề và mang giày cũ, cặm cụi làm việc nhà chán ngán, nhưng tôi vẫn biết mẹ giống như người phụ nữ xinh đẹp che dù, vì mẹ đã quá thân như thế khi chúng tôi ở trong phòng dành cho người giúp việc, và tôi muốn giữ gìn kỷ niệm về mẹ như thế. Tôi đã dùng những năm tháng đó để lấy lại thời gian đã mất. Tôi học nhanh trong một lớp buổi tối để lấy được một bằng cấp mà sau đó chẳng có ích gì cả, nhưng có vẻ cần thiết. Ban ngày tôi làm thư ký trong xưởng sản xuất trang bị quân đội. Ban đêm tôi viết những câu chuyện đầy tập. Mimi gian nài tôi bỏ chỗ làm chẳng kiếm được bao nhiêu,
và làm công việc viết lách toàn thời gian. Từ khi chị thấy người ta xếp hàng trước một nhà sách để đưa sách ra xin chữ ký của một người Colombia có Romet đi thuyết trình thắng lợi, chị mua cho tôi nhiều tập mới, nhiều từ điển, bút máy. Đó là một nghề tốt, Eva. Em không cần dậy quá sớm và không có ai ra lệnh cho em. Chị mơ rằng tôi sẽ sống được nhờ văn chương, nhưng tôi cần kiếm sống. Còn kế hoạch đó, giết lách là một mảnh đất mong manh. Ít lâu sau khi tôi rời Agasanta để đến thủ đô, tôi tìm lại dấu vết của mẹ đỡ đầu. Vì lần cuối biết tin tức của bà thì bà không khỏe. Bà ở không xa, trong một căn phòng ở khu phố cũ, nhờ những người có lòng tốt đón bà về vì thương hại. Bà không còn gì nhiều ngoài xác ướp con gấu mèo đã được giữ lại một cách thần kỳ, dù thời gian trôi qua và sống kiếp nghèo hèn, và các vị thánh của bà. Vì như bà nói, phải có bàn thờ ở nhà, mình xài nến sáp mà không phu phí như các cha xứ. Bà đã mất vài cái răng, như những cái răng vàng bị bán đi để tiêu xài, và da thịt mỡ màng của bà chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng bà còn giữ tật sạch sẽ cực đoan và luôn thu xếp để tắm mỗi buổi tối với một bình nước. Đầu óc của bà rất rối loạn nên tôi hiểu không thể đưa bà thoát khỏi mê cung cá nhân mà bà đã lạc vào. Và tôi chỉ đến thăm bà thường xuyên để cho bà uống vitamin, lau chùi phòng cho bà, mang cho bà các thứ quà bánh cũng như nước hoa hồng để bà sức như thở xưa. Tôi muốn đưa bà vào một mà dưỡng lão, nhưng không ai muốn nghe nói tới chuyện đó. Người ta cho rằng bà chẳng mắc bệnh gì nặng và có nhiều chuyện khác ưu tiên hơn, chứ các dịch vụ y tế không quan tâm đến những trường hợp như bà. Một buổi sáng, gia đình cho bà tạm trú lo lắng gọi tôi. Mẹ đỡ đầu lên cơn suy nhược thần kinh và không ngừng khóc từ 12 ngày qua. Chúng ta hãy đến thăm bà ấy. Chị đi theo em, Mimi nói với tôi. Chúng tôi đến đúng vào lúc, vì kiệt sức bà vừa cắt cổ với lưỡi dao cạo. Chúng tôi có thể nghe từ ngoài đường một tiếng hú khiến cả xóm súng lại hoảng hốt. Chúng tôi nhảy ba chân bốn cẳng lên nhà bà và thấy bà nằm trong vũng máu rộng như cái hồ giữa những dấu chân xác ướp gấu mèo. Bà chém hết tay này đến tay kia nhưng còn sống và nhìn chúng tôi đau đớn khủng khiếp. Bà tự cắt đứt các cơ giữ hàm, đôi gò má của bà như hõm vào và mà lỡ một nụ cười kinh khiếp gì xuống răng. Tôi run bắn hai chân và phải dựa vào tường để khỏi ngã, nhưng Mimi quỳ gối bên cạnh bà và bằng những móng tay nhọn màu gió quýt khép miệng vết thương cầm máu đang chảy có thể nguy hiểm đến tính mạng cho đến khi xe cứu thương đến. Trong khi tôi ngừng khua răng lập cập, chỉ trông chừng giữ cho móng tay ở cùng một vị trí suốt cuộc hành trình dài. Mimi là một phụ nữ cử phách thật sự. Các bác sĩ trong bệnh viện đưa mẹ đỡ đầu vào phòng mổ và giá bà lại như một chiếc vớ, cứu được bà như có phép lạ. Khi nhặt nhạnh những món đồ lặt vặt của bà trong căn phòng bà ở, tôi phát hiện bím tóc của mẹ tôi trong một chiếc túi xách đỏ hung và bóng láng như da rắn, bị bỏ quên ở đó hàng năm trời, nó không biến thành tóc giả. Tôi mang bím tóc đi cùng với con gấu mèo. Ý định tự tử ít ra cũng khiến cho người ta chăm sóc người bệnh. Khi bà ra khỏi phòng cấp cứu thì người ta đưa bà vào nhà thương điên. Sau một tháng, chúng tôi có thể đến thăm bà. Còn tệ hơn là nhà thù cổ sai Santa Maria, Mimi tuyên bố chúng ta sẽ đưa bà ra khỏi chỗ này. Bị trói bằng một sợi dây thừng vào cột xi măng dựng giữa sân, mẹ đỡ đầu không còn khóc nữa mà im lặng và bất động giữa những người điên khác, cổ bị mai lại. Bà yêu cầu người ta trả các thánh cho bà, vì không có họ, bà không biết còn thờ phụng ai và quỷ dữ sẽ hành hạ bà vì tội đã bỏ con, còn quay vật hai đầu. Mimi ra sức chữa lành bệnh cho bà nhờ luồng thần kinh tích cực như cuốn cẩm nang của Maharishi quy định, nhưng người bệnh tỏ ra vô cảm với phương pháp trị liệu bí truyền. Chính vào thời này bà bắt đầu sùng bái giáo hoàng, bà cứ đòi phải gặp được ngài về những trọng tội tuyệt đối của mình. Để trấn an bà, tôi hứa đưa bà đến Rome mà không nghĩ rằng ngày kia chúng tôi sẽ gặp giáo hoàng bằng xương bằng thịt ban phước cho những người dân miền nhiệt đới. Chúng tôi đưa bà ra khỏi nhà thường điên, tắm cho bà, sửa lại những lọn tóc còn lại trên đầu bà, mặc đồ mới cho bà và đưa bà cùng các tượng thánh vào một dưỡng đường tư ở vùng duyên hải. Giữa những hàng cọ, thác nước nhỏ êm ả và những con vẹt nuôi trong lòng kính, đó là nơi dành cho người giàu, và nếu người ta chấp nhận dù dáng vẻ của bà là vì Mimi là bạn của ông giám đốc, một bác sĩ tâm thần người Argentina, người ta cho bà ở trong một căn phòng sơn màu hồng, nhìn ra biển và có nhạc êm dịu, giá cả khá cao nhưng cũng xứng đáng vì khác với những hồi ức của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ đỡ đầu có vẻ mặt vui tươi. Mimi thanh toán tháng đầu tiên, nhưng rồi tôi sẽ trả tiền. Tôi phải làm việc ở xưởng.
Việc làm đó không xứng với em, Mimi cho là vậy. Hãy học để trở thành nhà văn. Ôi, nghề đó không thể học ở đâu hết. Uberto hình lình xuất hiện trong đời tôi và bay biến mất vài giờ sau, không cho tôi lời lẽ thích nào, chỉ để lại khi anh đi ngang một mùi hương sừng, mùi thuốc súng và mùi phân. Tôi lại sống trong đợi chờ, tự nhớ nhiều lần trong nỗi kiên nhẫn dài đằng đẵng. Buổi chiều khi chúng tôi ôm siết nhau, khi chúng tôi ở bên nhau trong một quán cà phê mà hầu như không trao đổi một lời, chúng tôi nhìn nhau trong say đắm và quyết tâm, chúng tôi cầm tay nhau đến một khách sạn, cả hai lăn ra giường và anh thú nhận chưa từng yêu tôi như một em gái và nhiều năm qua không ngừng nghĩ đến tôi. Hãy hôn anh không thể cho phép mình yêu bất cứ ai, nhưng anh cũng không thể rời xa em. Hôn anh nữa đi, anh nói khi chúng tôi ôm siết nhau. Sau đó anh nhìn bằng mắt trơ như tượng, bơi lội và run rẩy. Anh sống ở đâu? Làm sao em biết được tin tức của anh? Đừng tìm cách gặp anh sẽ trở lại ngay khi nào có thể. Và anh chiếm lấy tôi như điên, khao khát và vụng về.